đang muốn mua điện thoại tốt nhất phân khúc giá 8 triệu, đừng bỏ qua video này của mình nhé, bởi vì ngày hôm nay Quỳnh Anh sẽ đưa đến cho các bạn một sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn. Không phải Samsung, không phải Xiaomi mà đó là Poco F3. và hiện tại như các bạn đang thấy thì trên tay mình đây là chiếc điện thoại Poco F3 màu trắng rất là xinh à, Hiện tại thì sản phẩm này đang có tại di động thông minh với mức giá chỉ dưới 8 triệu đồng và cụ thể là 7 triệu 790 nghìn đồng các bạn nhé à, Về đánh giá phần nhìn bên ngoài thì mình cảm thấy đây là một chiếc điện thoại có thiết kế vô cùng sang trọng các cạnh viền của nó thì đều được bo cong và tạo cảm giác cầm nắm rất là thoải mái Đối với mình thì mình cảm thấy chiếc điện thoại này rất là nhẹ, rất là tiện cho mình để có thể cầm nắm và mang đi tất cả mọi nơi với mức giá chỉ gần 8 triệu đồng, điện thoại Poco F3 được trang bị màn hình vô cùng chất lượng, máy sở hữu tấm nền AMOLED với độ phân giải là 1080 x 2400 pixel và nổi bật với độ sáng hiển thị ngoài trời lên đến 1300 nit. À, từ trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng là độ sáng màn hình của chiếc điện thoại này chỉ đạt khoảng 900 nit thôi. Và khi ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp thì Poco F3 cũng dễ bị chói nên là các bạn sẽ khó có thể nhìn rõ thông tin hiển thị trên màn hình. Một điểm cộng nữa của em máy này là có tần số quét 120Hz cùng với tốc độ lấy mẫu cảm ứng 360Hz có thể tối ưu hóa các việc như là chơi game đem lại sự mượt bà, nhanh chóng trong mọi thao tác chuyển đổi khung hình vân vân. Hiệu năng chính là điểm ăn tiền nhất của chiếc Poco F3 này bởi vì máy sở hữu chip Snapdragon 870 chỉ đứng sau Snapdragon 888 thôi các bạn ạ. Vì vậy, máy sẽ có thể xử lý tốt các tác vụ hiện nay từ chơi game đến làm việc hay là học tập Nên là nếu ai muốn sở hữu điện thoại tốt nhất để giải trí và chơi game thì đừng bỏ qua em này nhé Là một trong những con chip tốt nhất của Qualcomm, Snapdragon 870 sẽ cho Poco F3 hiệu năng vô cùng chất lượng Bộ chip này sở hữu nhân có sung nhịp lên tới 3.2GHz Đi kèm theo đó là nhân đồ họa Adreno 650 cho khả năng xử lý hình ảnh cực ấn tượng trên màn hình các bạn đang thấy là bảng so sánh thông số kỹ thuật của Poco F3 với một số mẫu điện thoại trong cùng phân khúc giá 8 triệu. Như số liệu trong bảng trên thì các bạn có thể thấy là đối thủ đáng gờm nhất của Poco F3 này chính là Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Và mình đã thực hiện so sánh hiệu năng của hai em máy này. Các bạn có thể thấy kết quả rất là rất ngờ đấy. Như vậy, Snapdragon 870 của Poco F3 cho khả năng chơi game vượt trội hơn hẳn, điểm Antutu về hiệu năng của Poco F3 gần gấp đôi Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Có thể nói rằng bộ vi xử lý mà Poco F3 sở hữu giúp nó trở thành điện thoại chơi game tốt nhất trong tầm giá là một chiếc smartphone chuyên dùng để chơi game thì chắc hẳn rất nhiều bạn quan tâm đến viên pin của máy. Đối với Poco F3 thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì nó sở hữu viên pin 4520mAh chỉ nhỏ hơn Poco X3 Pro khoảng 500mAh thôi. Nhưng mà lại cho thời lượng sử dụng vô cùng tốt các bạn ạ. Cụ thể đối với bản thân mình khi làm việc công việc văn phòng này chủ yếu sử dụng máy tính và dùng điện thoại với mục đích nghe gọi đọc tin tức cơ bản thì viên pin của Poco F3 cho thời gian sử dụng của máy là gần 2 giờ. Vì đầu tư quá nhiều về hiệu năng nên là camera của Poco F3 chỉ cho chất lượng ảnh ở mức tương đối thôi các bạn ạ. Chiếc điện thoại này sở hữu bộ 3 camera với cảm biến chính 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel, vệ ống kính macro 5 megapixel và camera selfie của máy có độ phân giải là 20 megapixel. Ở trong không gian đủ độ sáng thì mình cảm thấy là ảnh chụp của chiếc máy này cũng khá sắc nét, màu sắc chân thực và có độ tương phản tốt. Tuy nhiên, khi mà chụp vào ban đêm hoặc là chụp ở những nơi thiếu sáng thì ảnh từ camera của Poco F3 cho độ nhiễu tăng lên và chi tiết bị giảm khá nhiều. Theo như mình đánh giá thì trừ những điểm yếu về camera, Poco F3 là thiết bị sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với những chiếc máy cùng phân khúc giá. Và chiếc điện thoại này sẽ phù hợp nhất với các game thủ muốn sử dụng điện thoại để chơi game nhiều hơn. À, đối với những ai đang phân vân là có nên tậu Poco F3 hay không thì mình rằng video này của mình sẽ giúp các bạn có lựa chọn phù hợp nhất. À, nếu các bạn đang quan tâm đến Poco F3 thì đừng quên truy cập vào trang web của Di động Thông Minh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và đừng quên cho mình một nút like, share cũng như là ấn subscribe kênh youtube của đi review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.